Ok, hello bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thanh Meda của mình. Và mình là Hoài Thanh. Thì video ngày hôm nay mình sẽ nói về găng tay đi phượt cũng như là đi tour cho anh em để anh em tham khảo nhiều hơn. Thì cụ thể như sau, trên bàn của mình đang có 3 bộ găng tay. Thì đây là cái bộ găng tay Radium Chi của mình. À, bộ găng tay này thì mình xài cách đây khoảng năm 2016. Còn cái găng tay này thì là găng tay Olay ha. Găng tay này kiểu như là găng tay chiến thuật vậy mọi người. Đó thì hồi trước đây là cái bộ thứ hai của mình. Thì găng tay này mình xài được khoảng hơn 4 năm. Còn bây giờ thì càng ngày càng đi xuống các bạn. Mình xài từ Olay dày xong xuống lại trung bình rồi xuống bao tay này luôn. Thì bao tay này biến thành bao tay chống nắng luôn các bạn. Nhưng mà đặc điểm của thằng này nó có lợi hại hơn thằng này, đó là nó bám hơn các bạn. Nó bám hơn dành cho những bạn nào ví dụ như những đối tượng mà chạy shipper, cũng thể là những đối tượng nào đó chạy trong thành phố mà chạy thời gian nhiều á. Ba cứ ví dụ như là chạy trong trưa nắng thì nó đỡ nắng hơn các bạn, và nó nhẹ nhàng hơn là hai cái bao tay này. Thì mình sẽ nói và trao đổi với các bạn từng cái loại bao tay mà mình đã xài qua. Thì hôm nay mình khui cái này luôn đi. Cái này thì mình đặt trên stock ha. Hồi trước thì cái này không đặt trên TikTok bạn, tại vì cái thời điểm mà ví dụ như găng tay đi, thì cái thời điểm này, thời điểm đó là găng tay này nó bán trước cái thời mà TikTok chưa có ra luôn các bạn. Đó thì hai cái bao tay này trước mình mua ở bên Shop Phượt, còn cái này thì mình đặt trên TikTok. Đây là cái thương hiệu của nó nè, thương hiệu của nó nè, đó, đây là thương hiệu của nó. Thì cái cặp bao tay này mình mua với giá 84 ngàn các bạn. Ha, người ta chống nắng thì nó sẽ có hai cái khóa gạch như thế này để cho mình không có bị thất lạc các bạn. Đó, hai cái khóa như thế này, tại vì trường hợp mà thất lạc găng tay á, mình bị hoài các bạn. Hồi trước mình bị rất là nhiều bộ luôn, đi đi phượt cái bỏ găng tay bỏ tới mua lui thì nó mất, nó lạc mất. Mình thấy người ta làm cái này cũng có lý đó. Thì sắp tới đây thì có thể là cái bộ găng tay này nó sẽ đồng hành với mình trên những cái chuyến đi các bạn. Đây là người ta lót cái này phía trong. Đó, một bộ này. Cái này thì mình đặt trên TikTok các bạn. 84.000 size L. Với cái bàn tay của mình khá là dài các bạn. Nhưng mà đặt size L thì không biết nó có chật hay không. Để mình đeo thử. Rất là thoải mái các bạn ơi, tay mình xài ăn lời được, tay mình nhỏ và dày vậy ha, đó dài, đó. Thì cái bộ găng tay này 84 cành nha các bạn trên TikTok, đó các bạn thấy sao? Cái màu đen là cái màu đen đen, đen bóng luôn các bạn, à, phía sau nó là màu xám nè. Thì tất cả những cái này nó đều thông nha các bạn, nó thông thoáng luôn. Nó không có bị gọi là bị hầm các bạn. Đó thì nhà thiết kế người ta làm ra cho nó thông thoáng này, những cái lỗ li ti như thế này nè. Đó các bạn thấy không? Những cái lỗ li ti hai bên đều có. Thì ở trên TikTok nó có hai phần lựa chọn cho các bạn, một là găng tay bít ngón nha các bạn, hai là nó hở ngón. Thì mình chọn cái hở ngón đặng mình bấm điện thoại các bạn. Dù gì cái vị trí này khi mà các bạn mà lái xe á, thì cái tay ghi đông với các bạn dặn ra thì cái phần này nó sẽ nằm phía dưới các bạn ha, hai ngón này nó sẽ nằm phía dưới thì nó cũng không ăn nắng bao nhiêu đâu các bạn. Mình cảm giác mình đeo bao tay này vào nó có cái độ mà gọi là dày dặn các bạn, dày mà không có phải là dày như những bao tay này, có nghĩa là nó rất là dễ chịu ha, rất là dễ chịu luôn. Đó thì mình đã chọn cái loại mà cục ngắn như thế này, nhà thiết kế người ta làm ra cục ngắn như thế này ha, cho anh em để anh em bấm điện thoại cũng như là mình làm công chuyện nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì một số cái găng tay hồi xưa nó không có loại cục ngắn các bạn, mà một khi mà nó cục thì nó sẽ cục hết luôn các bạn. Đó, ví dụ như găng tay này đi, hồi xưa mình xài là nó cục, đó là mình mua cái loại này nè, đó nó cục ngón chân luôn thì nó sẽ hở hết nha. Đó đó cũng chính vì thế mình tại sao mình lại mua cái găng tay mà nó hở hai ngón như thế này, là cũng vì hồi trước mình mua cái bao tay này nè các bạn. Đó bao tay này khoảng 8 năm về trước nha các bạn.
đó, găng tay đời đầu của mình xài đi phượt, thì mình đã cắt hai cái ngón như thế này đó, mình cắt một ngón ở phía trên đây và một ngón ở đây để mình bấm điện thoại. Thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết nhiều hơn về những cái găng tay cho anh em có một sự lựa chọn là ok nhất có thể để anh em xài mà anh em không bị kiểu như uổng tiền hay sao đó, mình mua mình xài mình cũng thích nữa anh em ha. Thì bây giờ cái bao tay này mình mới mua với giá 84.000 thì mình thấy nó rất là ok nè. Mình sẽ có thể là thời gian sắp tới mình sẽ dùng nó đi phượt luôn nha các bạn. Rất là dễ chịu luôn. Đối với cái tay của mình thì mình sẽ sang là vừa các bạn. Ha, đó đó, rất là dễ chịu luôn. Rồi ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ nói đến hai cái bộ găng tay mà hồi xưa mình xài. Một cái găng tay là mình xài được 8 năm và một cái bộ găng tay mình xài được khoảng 4 năm. Cụ thể thì cái bộ găng tay này Valentine các bạn. Đây là bộ găng tay đầu tiên của mình vào những năm 2016 nha các bạn. Hồi xưa mình đi phượt. Đó. Thì để mà nói đến cái bộ găng tay này á, tại sao mình lại cắt hai cái ngón này của nó các bạn? Vì mình bấm điện thoại không được ha, bấm điện thoại không được. Đó, cái nói gì vậy nè. Mình bấm con điện thoại không được. Thì mình đã cắt hai cái ngón như thế này. Đây mình cắt hai ngón như thế này. Để mà mình bấm điện thoại các bạn, mình vuốt điện thoại mình bấm. Thì cái găng tay đi phượt này á mình nó tùy theo cái bao tay xe máy của các bạn nha. Có thể nó bám, có thể nó không bám. Thì những cái hộp như thế này nè, nó tùy theo nha các bạn. Những hộp như này nó là cao su mà nó là cao su cứng chứ không phải là cao su mềm giống như găng tay này nha. Thì mình chạy chiếc xe Winner của mình, cái găng tay của nó, cái bao tay của chiếc xe Winner đó, nó cũng tự tự những cái hộp này nè các bạn. Vì thế lúc mà mình chạy á, mình chạy mình có cảm giác như nó không ăn nhiều các bạn. Có nghĩa là mình phải dùng cái sức để mình bóp cái bao tay của xe máy mình dặn lên, thì mình tốn nhiều sức cho cái cổ tay của mình. Thì mình chạy đường dài mình sẽ bị mỏi các bạn. Nếu như mà các bạn xài bao tay này mà các bạn đổi cái bao tay của xe máy, cái loại mà cái cao su nó mềm hơn thì có thể nó sẽ bám hơn ha. Còn mình xài cái này thì đụng tới cái bao tay zin của xe Winner, hai cái nó nhập lại nó rất là trơn các bạn. Mình cảm thấy rất là trơn. Và mình đã dặn là mình phải bóp cứng hơn ha. Mình bóp cứng hơn thì mình mới dặn được nhiều. Cũng chính vì thế tay của mình hay bị tê các bạn. Và mình chạy được khoảng một thời gian là mình, ví dụ như mình chạy xe khoảng 6 tiếng đi, là mình chạy khoảng cỡ 3 tiếng mấy 4 tiếng là mình sẽ tháo ra. Đó. Thì mình xài một thời gian đó cũng khá là dài các bạn. Giờ mình đã đổi tới bộ găng tay như thế này ha. Thì mình sẽ nói đến bộ găng tay thứ hai của mình. Đây là găng tay này có trộn sẵn cao su cứng nè các bạn. Đó, này cao su cứng nha. Phía sau nó có cái cao su cứng nữa. Hai loại. Đây, găng tay Olay của mình. Cái bao tay này á nó như kiểu là chiến thuật vậy các bạn. Các bạn có coi phim mà mấy chiến binh mà chẳng hạn diễn viên The Rock các bạn. Đó. Mấy diễn viên nó hay xài những cái bao tay như thế này nè. Đó, cái loại này thì nó khác hơn cái loại này. Nó có cái kiểu gì dây nịt các bạn, xỏ như thế này nè. Đó, được siết cái tay của các bạn lại. À, xỏ như thế này nè, xong rồi mình kéo lên. Nó bình dạng lại. Thì cái phần mà bám chắc chứ, đó là cái phần này. Nó giữ cho cái bao tay của chúng ta lúc nào cũng nằm ngay cổ như thế này nè. Thì cái này nó hở ngón nhiều quá các bạn. Có thể là các bạn sẽ bị đen khúc này luôn á. Nó hở ngón khá là nhiều. Và cái này nó bằng vải các bạn. Nó như là cái vải mềm đấy các bạn. Nó mềm. Nó có một cái lớp mút mỏng phía trong. Ha, đây là vải. Còn cái này nó có một cái lớp mút mỏng phía trong. Đó. Phía bên ngoài là vải như thế này. Thì bao tay này nó cũng được thôi các bạn. Nó không có bám nhiều đâu. Tại vì nó không phải là phần dưới này, nó không phải là cao su mềm các bạn. Còn cái loại này nè, cao su mềm phía sau nè, nó sẽ rất là bám. Sắp tới đây thì có thể mình sẽ dùng cái bao tay mà mình mua trên TikTok, sẽ dùng cái bao tay này đi phượt. Tại vì xu hướng bây giờ mình cũng không thích xài bao tay dày dặn của các bạn. Nhiều khi mình thấy nó mệt, nó rất là mệt.
Đó thì cái bao tay này đó, nếu mà nói đến vấn đề bảo hộ á, thì chắc chắn nó chỉ bảo hộ đâu đó tầm khoảng 20% là cùng nha các bạn. Đó, phía trên đây nè, nó cũng có một lớp cao su cứng nè. Đó, ha, cao su cứng. Ngay chỗ này là cái gù này nè. Cái gù này cũng là cao su cứng luôn nè, rất là cứng luôn nha các bạn. Và phần phía đây nữa cũng là cao su cứng luôn các bạn. Thì để mình giải thích nhiều hơn về những cái bao tay mà gọi là dành cho xe máy ha, bảo hộ xe máy là như thế nào. Đây hai những cái phần này tại sao người ta làm nó cứng nha các bạn. Để khi mà lúc mà mình té xuống xe á thì cái điểm đó nè là mình sẽ đập xuống ha. Tay mình đập xuống. Cũng có thứ hai đó là cái phản xạ các bạn. Cái phản xạ của mình hay thì mình vừa té xuống cái tay mình sẽ chấn như thế này. Thì nhà sản xuất người ta đã làm chỗ này là cái cao su cứng nữa các bạn. Thế nào mà người ta theo phản xạ của mình là mình té xe xuống là thế nào, cái tay của mình sẽ chà như thế này, chống ha, mình chống. Thì chính vì thế nhà sản xuất người ta đã làm một cái cao su cứng như chỗ này các bạn ha, đúng là ngay góc cốc luôn nè. Đó, và cái phần này là còn cứng hơn các bạn. Thì phản xạ người ta té xuống thì người ta sải, nhiều khi người ta sải hai tay với người ta đập như thế này xuống. Đó ha, đập thế này xuống thì cái phần này nó là cái phần mà chịu lực này các bạn. Đó, phần chịu lực ha. Còn cái phần này thì mình không chắc cứu nha các bạn. Có thể rách bất cứ lúc nào luôn, khi mà các bạn té xuống rồi bạn chống như thế này, chống thẳng xuống luôn thì nó sẽ đỡ ha, nó sẽ đỡ một phần nào đó, nhưng mà chắc chắn với các bạn nó sẽ rách ha. Còn với cái phần này là nhựa cứng nè các bạn ha, cũng nó sẽ ăn mòn rất là nhiều, nhưng mà sẽ cũng không đến nỗi là sẽ vào trong cái thịt mình đâu. Tại vì cái phản xạ của mình khi mình té xuống á là nó đập đó khoảng cái chừng như vài giây thôi, còn lại thì tất cả con người của mình sẽ phải chịu xuống đất à, mình chịu xuống đất nhiều hơn là cái tay. Thì cái này theo phản xạ mình là đập cái bạch xuống như thế này thì cái tay mình thấy cái phần này sẽ chịu nhiều hơn nhất này các bạn. Phần hai là phần này ha. Đó, chính vì thế thì hồi xưa mình đi phượt à, mình rất là chú trọng về cái bảo hộ, thì mình hay sắm những cái loại này. Loại này vào cái năm 2016 mình mua cái loại này là 120 ngàn các bạn. 120 ngàn cho một bộ như thế này. Mình cũng không nhớ là bộ này mình mua ở đâu. Còn cái bộ này thì mình mua ở shop Phượt 167 các bạn. Bộ này thì mình mua với giá 100k nha các bạn. Nó cũng có một cái phần, cái này còn gọi là nhựa cứng nha các bạn. Còn xung quanh nó đều là vải nha. Đó, bộ này mà té xuống đỡ một cái thôi là chắc chắn là rất tan ban luôn các bạn ơi. Rất là mỏng hơn cái loại này. Loại này thì anh em dùng nếu mà anh em chạy bao tay và bao tay zin á, nó sẽ rất là trơn. Đòi hỏi anh em phải có một cái lực bám ha, cái lực mà gồng bám nhiều vào cái ghi đông, cái bao tay của xe máy để anh em để dặn ra được. Chứ mà anh em cầm hơi hơi thì nó cũng không bám đâu anh em. Bắt buộc anh em phải đổi một cái bao tay nào đó khác để trên xe máy chúng ta. Ví dụ như bao tay Spider đi thì nó là cao su mềm thì nó sẽ bám hơn nếu mà anh em dùng bao tay này. Còn cái này là loại vải ha. Loại vải thì anh em cũng biết rồi đó, nó không bám nhiều đâu. Còn cái này thì mình chỉ xét nó về bao tay chống nắng thôi các bạn, chứ không phải là bao tay đi tour nha. Bao tay đi tour nhiều khi mà anh em chú trọng nhiều về cái bảo hộ cho cơ thể mình thì anh em sẽ dùng cái bao tay nó cứng hơn. Còn bao tay này bao tay chống nắng thôi các bạn ha. Nhưng mà với giá 84k như thế này mình thấy cũng ok các bạn. Bao tay chống nắng, thoáng mát. Đó, chất vải của nó cũng đẹp nữa các bạn. Thun lạnh ha. Còn cái phần của sau á thì nó là cũng là có một lớp gì đó nó cao su, nó bám hơn cho anh em mà dặn ga nó tốt hơn ha. Đó, rất là bám. Thì phía sau này nó có những cái lỗ li ti như thế này để dành thông gió nè các bạn. Đó, rất là đẹp luôn ha. Thì bộ này là 84k, bộ này là 100k, bộ này là 120k vào khoảng 8 năm về trước các bạn. Đó thì cái video ngày hôm nay thì mình muốn review một chút về cái bao tay cho các bạn, để cái những cái bạn nào đó mới bắt đầu đi phượt thì có thể đưa những cái lựa chọn là có thể mua những cái bao tay nào mà phù hợp với mình, cũng như là phù hợp với cái phong cách hay là một cái gì đó nó liên quan đến cái vấn đề mà vận hành của mình trên con xe máy. Anh em cũng biết là vận hành trên xe máy thì nhiều lúc anh em chạy những cái đường dài ha, anh em chạy những cái đường dài, anh em chạy liên tục thì cái bao tay anh em nó cũng đóng một phần rất là quan trọng ha anh em ha. Em dặn ga rất là lâu, lên tốc độ cao thì cái bao tay của chúng ta xài nó phải là ngon, nó bám để anh em đỡ đi cái sức lực mà anh em dặn ga ha. Đó,
lựa một bao tay nào đó cho nó bám da thì anh em dặn sẽ đỡ mỏi hơn. Thì anh em có thể lựa chọn những cái bao tay nào đó nó cao su nó bám nhiều hơn. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay. Anh em xem thấy hay nhớ nhấn nút like subscribe mình, cảm ơn em nhiều. Ok, hẹn em lại những video sau. Bye bye.